cây này cây cà ri này quý vị. Đó, cây cà ri. Ổi. Ổi trồng cặp với bờ ao. Ổi bãi được mấy cái ổi này trái có đó hả bạn? Có. Tết rồi ha. Có cái ao nước này nó mát hả bạn? Già chưa? Nó chưa già đừng bẻ. Già hả chị? Mấy cái ớt này sao nắng quá nó rủ xuống à. Trời nắng này mấy cái cây này nó. Cái cây này cây gì vậy bạn? Cây môn. À môn hả? Mình trồng có lấy củ lần nào chưa? À, giờ còn cái ao nha. Trời nắng không có đi rồi nó. Được cái ổi hả? Để hai trái hả chị? Hai trái. Ngon quá. Rau lan này. Vô bảy cái diện có nè, trời ơi ở quẩy nó chết ráo này đang ngon dễ sợ không ông cha mẹ ơi. Cái diện khoái á rau cái ham gì đâu á à, rau nó con chua này rau ôm hết chị ha. À nó nổ vậy đó, lò cốm nổ đó, muốn già hay gì vậy đó đó trên mấy trái đó bạn đó già không. Cái đìa mình tấn vậy rồi nó đâu có sạc nữa ha. Sạc với chị. Vậy hả? Ừ, lâu lan rồi một. Có cây chùm bát hả chị? Ừ. Trồng dừa vòng vòng này ngon ha. À, anh bãi anh trồng thôi, bích ráo luôn. Giờ muốn ăn dừa thì có dừa, muốn ăn rau có rau. Đủ hết. Vịt làm ăn, muốn vịt làm nấu trắng hay là kho vậy? Ồ, rau rồi. Mấy cây rau này nó dễ trồng. Quế nè, rau trần về lá nè. Rau đó. Rau này là rau húng. Húng cây hả chị? À cây húng lũi. Cây húng lũi nè. Lá dứa muốn ăn ăn chè có lá dứa. Đầy đủ hết trơn. Bữa nay đậu rồng trái nhiều quá bảy ơi. Ngon quá ha. Nè có đậu đũa nữa nè. Trái nè. Ôi trái nè. Cái ham quá ha. Nè. Trái đậu đũa nè ngon quá. Trái đậu đũa này xào tôm ăn. Ừ. 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 Trời ơi ngon. Rần rần nè mấy. Trái này nó muốn già này. Ồ ồ ngon quá. Ờ hả? Ừ ừ. 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 Cây nhà lá vườn trồng ăn không có thuốc. Thì cái gì? Ghê luôn. Này nó còn nhỏ quá. Nè, cái này nó mới già đây nè. Già. Cái này già rồi. Ngon quá. Có cái trái đây nè. Ai không? Ai không? Cái cha mẹ sập vàng. Nhỏ không? Ừ. Để sao nó già. Cái cây đu đồng nó leo nè. Quế nè. Trồng đủ thứ hết trơn. Cái cây này là cây rau cần nước nè. Bóp giấm ăn với thịt kho. Ô cha ơi. Ơi nhưng mà nó chín nó ngọt ngon lắm. Cái cây xài này nè, xài chín nè các bạn. Trái này nó chín nó ngọt, mà vỏ nó giòn ngon lắm luôn á. Nó non mình đừng ăn, mình ăn cái xài chín thôi. Đó, trái đó. Trồng cây ăn cũng đủ. Năm nó trổ có lận nhiều ha. Bốn mùa. Bốn mùa là có hết hả? Tứ quý bự. Ừ. Cây mình đi Tây Nguyên nè. Ừ. Ừ. Cúc quả mi nè.
qua mi hả? Mi đi Tây Nguyên bứng về trồng. Ừ. Trồng sống đó đó. Anh bả chịu khó anh tưới cây bông hồng đẹp quá ha. Có miệng quá trái. Làm cơm này nha quý vị. Cơm gạo nè. Rồi đổ ra. Cận cảnh ha, lò cơm luôn làm luôn nha. Ồ, đó, cơm ra. Ngon chưa? Nay ông thợ kia sao nghỉ vậy? Cơm ngon xuất sắc luôn nè. Kéo cả vô. Hả? Chủ mà đứng lăn cơm vậy nó phải chịu nổi không? Dạ khác luôn ha. Có ăn mới lăn vào bếp mà. Ăn mới lăn vào bếp, muốn chết thì lết vô hầm. Ủa? Ừ. Cái này là cái cây để quay gạo nè ha. Cái cây quay gạo là mình chụm rồi cái ống nó nằm ở trong đó đó ha. Ừ, chụm trấu. Ở trong đó đó quý vị, một lát nó chín là đủ giờ người ta đem ra là người ta đập nó là một cái đùng vàng ơi. Nhưng mà cơm quay vậy nè, nó đem ra nổ làm liền á thì nó sẽ giòn ngon đó. Xong quay cái kia xong, quay bên đó xong ở đầu bao nhiêu để ở đây là đập cái miệng nó bung ra gạo nó sẽ cúng cái bay vậy. Đường với dừa với gừng ha, với nước cốt dừa ha. Hả bảy? Cốt dừa, đường, gừng, tắt, bắt đầu sên lên. Rồi cái cốm gạo nó xong rồi mới đổ vô trộn. Cắt này. Cắt. Đó, bây giờ cá nó dẻ rồi đó các chị. Rồi. Ai muốn lấy cốm thì liên hệ với số điện thoại ở đây là lấy thẳng luôn nha quý vị. Rồi cốm số điện thoại số mấy chị? 034 868 3232. Lò cốm Thanh Nhung ở Gò Công Đông thuộc vị Tân Hòa nha quý vị. Cứ liên hệ số điện thoại đó, một lát nữa rồi à, xã Phước Trung ha. Phước Trung Thanh Nhung Thanh Nhung 2. Rồi đọc lại số điện thoại nữa đi. 034 868 3232. Rồi mình sẽ gắn số điện thoại lên đây để quý vị liên hệ rồi lấy cốm tận lò luôn. Đó, đập nó kêu một cái đùng luôn mà lúc nó kêu lớn quá mình giật mình không có quay được nha quý vị. Bây giờ là cốm nó nổ ra rồi đó. Bung ra nè. Đó, đổ ra. Đổ liền làm liền rất là ngon. Đó. Một gạo nó nổi bự vậy đó. Bữa nào người ta làm cốm gạo nè. Cốm ra nhiều hết nhưng mỗi ngày mỗi làm nha quý vị. Cốm giòn ngon lắm. Ngày nào làm ngày đó bỏ hết ngày đó. Ai muốn nhận thì liên hệ số điện thoại. Vui nha bạn. Ngày nào làm hết ngày đó luôn. Mỗi ngày mỗi làm cốm nó giòn ngon ha. Cốm mà vừa ra lò là mình vào đường luôn. Giữ cái độ giòn á. Thì cốm này ra một ngày cũng vài ngàn cây mà đều bao nhiêu là mỗi ngày vậy nó mới chất lượng ha anh ha. Ngày nào thì mình tiêu thụ hết ngày nấy. Một cây nữa là một cây bự đó là bao nhiêu cây nhỏ chị? 25 cây. 25 cây nhỏ, 25 cây nhỏ là giá mình bỏ sỉ nhiêu chị? Giá 8.000, 7.000, 8.000 cây nhỏ. 7.000, 8.000 cây nhỏ.
180, 200, 300 loại. Trong đây mình có được mấy loại chị bạn? 3 loại, 180, 200, 250. Rồi, tất nhiên là mỗi một cây lớn này là nó 25 cây nhỏ hả chị ha? 25 cây nhỏ. À, mà nó giá 180 một cây lớn là 25 cây nhỏ. Với 200 cũng 25 cây nhỏ, rồi 250 cũng có. Rồi còn giá nào cao nữa không chị? 350 tùy theo bạn hàng. À, tùy theo bạn hàng. 300, 300, 400. Thì nó vừa nhiều, đậu phộng nhiều, nó ngon chất lượng hơn hả chị ha? Gia vị nhiều hơn. Còn có độ giòn thì nó cũng vậy hả chị? Dạ. Dừa nè, dừa để làm cốm hả chị? Quá chừng chưa. Ngày mình làm hết nhiêu trái dừa không chị Bảy? Chắc cũng trăm ký. Trăm ký dừa nạo rồi á hả? Trăm ký dừa. À, vậy là cũng không đầy trăm trái, ăn trái này cũng hơn ký á. Nhiều ha. Làm suốt luôn, từ mơ tới chiều là cốm này làm đắt quá. Làm suốt ngày nào cũng làm bán nhiêu là hết nhiêu. Chắc nhiều cây. Cây cốm này là 25 cây nhỏ, 25 cây nhầy nè quý vị. Mà 25 cây nhầy có loại 180.000, 25 cây. Có loại là 200.000, là loại 250, 300 rồi 350 nữa. Cũng 25 cây nhầy nhưng mà cái chất lượng của nó mỗi cái mỗi khác. Nếu mà ai muốn đặt hàng thì alo với cái số điện thoại em gắn ở trên đây nha quý vị. Này là lấy tận loại cốm luôn, ai mua bán cũng được nữa nè. Có người ta muốn tìm cái loại cốm mà không biết đâu ta tìm. Cốm ngon ta lấy qua trung gian thì nó sẽ qua tay thì ta sẽ bỏ cao hơn. Còn ở đây thì nó cũng chưa chắc gì bằng nữa. Còn ở đây thì loại cốm đây mình làm liền lấy liền. Cái chất lượng cốm của nó, cái độ giòn của nó sẽ dài ngày ngon hơn. Cũng gạo sên xong rồi bắt đầu bỏ vô trong cái bàn vậy nè, bắt đầu cán. Cán cho nó dẻ rồi bắt đầu cắt ra khuôn nó như vậy. Cắt ra khuôn. Cắt khuôn này vô bịch. Cận cảnh cho quý vị xem lò cốm luôn, rồi mốt liên hệ lò cốm này lấy cốm bán. Ai thích bán cốm thì cứ liên hệ nha. Cái số điện thoại này là mình sẽ gắn lên đây nha. Bên kia thì cái lò nổ nó quay cục vậy đó, đúng giờ đem ra nổ một cái đùng rồi văng cốm ra đem đây làm liền, là cái độ cốm của nó rất là giòn. Có nhiều lò người ta cũng vẫn làm được nhưng mà ta làm cốm người ta quay trước, nổ trước rồi qua ngày người ta sơn cốm thì nó sẽ không có giòn bằng, ăn chất lượng. Bỏ nhân nho cam lon, bỏ mạt vô cho nó. Còn quả nó lấy thường chị. Thì phải liên hệ số điện thoại đặt trước nha quý vị, chứ đặt lấy liền thì nhiều khi cũng không có nữa. Còn có thì cũng hên xui nha, chứ này là ngày nào người ta làm hết ngày đó giao cho bạn hàng bỏ sỉ trở lại nữa. Gạo này chứa để làm cốm đó các bạn. Sắp tới rồi nó quý vị. Ừ. Có
huyền thoại. Nấu cấm lên, trộn lên. Dịu dàng dễ sợ, hai người điềm đẳng nhau. Hay ha. Đến chạy đến sống phòng ngô nó nhịp nhàng ghê không đó. Rộng lên vậy nó bắt đầu là nổ ra bàn. Hay quá ha. Hôm nay quay cận cảnh cái lò cốm mà làm cốm gạo cho quý vị xem á. Bãi được mấy cái ổi này trái có đó hả bạn? Có. Tết rồi ha. Có cái ao nước này nó mát hả bạn? Già chưa? Nó chưa già đừng bẻ. Già hả chị? Mấy cái ớt này sao nắng quá nó rủ xuống à. Trời nắng này mấy cái cây này nó. Cái cây này cây gì vậy bạn? Cây môn. À môn hả? Mình trồng có lấy củ lần nào chưa? Giờ còn cái ao nha. Trời nắng không có đi rồi nó. Được cái ổi hả? Để hai trái hả chị? Ngon quá. Rau lan nè, ngon quá. Vô bảy cái diện có nè. Trời ơi, ở quẩy nó chết rồi, ráo này đang ngon dễ sợ không? Ông cha mẹ ơi. Cái diện khoái á, rau nè, có ham gì đâu. À, rau nó con chua. Là rau ôm hả chị ha. À, nó nổ vậy đó, lò cốm nổ. Đó, muốn già hay gì vậy? Đó đó, trên mấy trái đó bạn. Còn đó, già không? Cái nó đồng đồng đó. Cái điềm mình tấn vậy rồi nó đâu có sạc nữa ha. Sạc chị. Vậy hả? Lâu lan rồi mà. Có cây chùm bát hả chị? Trồng dừa vòng vòng này ngon ha. Anh Bảy anh trồng thôi, bít ráo luôn. Giờ muốn ăn dừa thì có dừa, muốn ăn rau có rau. Đủ hết. Vịt làm ăn, muốn vịt làm nấu cháo hay là kho vậy? Ồ, rau rồi. Mấy cây rau này nó dễ trồng. Quế nè, rau trần về lá nè. Rau mà, đó. Rau này là rau húng. Húng cây hả chị? À, cái đó húng lũi. À, cây húng lũi. Cái húng lũi. Lá dứa, muốn ăn chè có lá dứa. Đầy đủ hết trơn. Bữa nay đồ rồng trái nhiều quá bà ơi. Ngon quá ha. Nè, có đậu đũa nữa nè. Đậu đũa đó có mấy giây đó. Trái nè. Ôi, trái nè. Cái ham quá ha. Nè. Trái đậu đũa này ngon quá. Cái đồ đũa này xào tôm ăn. Trời ơi ngon. Rần rần nè mấy. Tới này nó muốn già rồi. Ngon quá. Cây nhà lá dừa trồng ăn không có thuốc. Thì cái gì? Giờ mai trước luôn có không ghê luôn. Này nó còn nhỏ quá. Nè cái này nó mới già đây nè. Già. Cái này già rồi. Ngon quá.
cái này nè. Cha mẹ sập vàng. Ngon nghe không? Nhỏ không? Để sao nó già. Cái cây nô rồng nó leo nhỉ? Cây quế nè. Trồng đủ thứ hết trơn. Cái cây này là cây rau cần nước nè. Bóp giấm ăn với thịt kho. Ô cha ơi. Ơi nhưng mà nó chín nó ngọt ngon lắm. Cái cây xài này nè, xài chín rồi này. Các bạn, trái này nó chín hay nó ngọt, mà vỏ nó giòn ngon lắm luôn á. Mà nó còn non vậy, nó chua. Non mình đừng ăn, mình ăn cái xài chín thôi. Đó, trái đó. Trồng cây ăn cũng đủ. Năm nó trổ có lần nhiêu ha? Bốn mùa. Bốn mùa là có hết, hả? Tứ quý bự. Cây mình đi Tây Nguyên nè. Cúc quả mi nè. Cúc quả mi hả? Mình đi Tây Nguyên bấn về trồng. Trồng sống đó đó. Anh bà chịu khó, anh tưới cây bông hồng đẹp quá ha. Có nhiều không có trái.